Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào nhận định soi kèo dự đoán kết quả bóng đá trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City trong khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023 trên sân vận động Allianz Arena của Bayern Munich. Cách đây một tuần, Bayern Munich đã bất lực trước đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola ở trận lượt đi và kết quả nó đã rời Etihad với thất bại tan nát 0-3. Điều đó khiến khả năng đi tiếp của họ là rất mong manh. Tại đấu trường quốc nội thì hùm xám vẫn không quá vượt trội trong cuộc đua vô địch khi họ thường xuyên đánh bất ngôi đầu bảng Bundesliga và hiện tại họ chỉ hơn đội xếp sau là Borussia Dortmund vỏn vẹn 2 điểm. Ở vòng 28 vừa qua, dù được chơi trên sân nhà và đối thủ của Bayern Munich chỉ là Hoffenheim, đội bóng đang chạy đua cho cuộc đua trụ hạng nhưng họ chỉ có được kết quả hòa. Trong khi đó về phía đội khách thì Manchester City lúc này đang rất hưng phấn khi họ liên tiếp có được những kết quả tốt trong cuộc đua vô địch tại Premier League. Ở cuối tuần trước, Manchester City được thi đấu trên sân nhà và giành thắng lợi bùng nổ với tỷ số 3-1 trước Leicester City. Với phong độ ấn tượng vừa qua cùng với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal liên tục sẩy chân, lúc này thì khoảng cách giữa đội chủ sân Etihad và pháo thủ thành London chỉ là 4 điểm. Nên nhớ là thầy trò Pep Guardiola còn một trận chưa đá và một trận gặp chính Arsenal trong cuộc đối đầu từ nay đến khi Premier League khép lại. Tính trên mọi mặt trận thì nửa xanh thành Manchester đã thắng 10 trận gần nhất, trong đó có tới 9 trận thắng với tỷ số cách biệt. Về kèo bóng đá trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City, các nhà cái châu Á cho rằng với phong độ cực kỳ bất ổn trong thời gian vừa qua, Bayern Munich đã thua kèo tới 8 trên 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó từng thua toàn diện trước Manchester City ở lượt đi tứ kết UEFA Champions League mùa giải năm nay với tỷ số 0-3. Trong khi đó, Manchester City cho thấy họ không có đối thủ khi toàn thắng cả 10 trận gần đây trên mọi đấu trường, trong đó có tới 9 trận thắng với tỷ số cách biệt. Các bài tướng của Manchester City bao gồm cả Liverpool, Newcastle United, RB Leipzig và ngay chính cả Bayern Munich. Vì vậy, niềm tin dành cho đại diện Premier League trong trận đấu này là rất khả quan dù cho Manchester City phải làm khách tại Allianz Arena ở trận đấu lượt về này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City thì với khoảng cách 3 bàn rất an toàn, Manchester City hoàn toàn có thể hướng đến một thế trận an toàn. Nên nhớ là đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola khi cần họ rất giỏi trong việc điều tiết cũng như kiểm soát thế trận với khả năng cầm bóng cực kỳ ấn tượng của các tiền vệ. Hàng thủ của The City cũng đang thi đấu rất hiệu quả khi 10 trận toàn thắng vừa qua họ chỉ nhận 4 bàn thua. Ngoài ra, Bayern Munich cũng đã tịt ngòi trước đối thủ này ở cả hai lần gặp nhau gần đây. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City sẽ kết thúc mà không có nhiều bàn thắng được ghi và lựa chọn cửa xỉu trong trận đấu này là hợp lý hơn. Các nhà cái châu Âu thì đánh giá Manchester City đang vượt trội hoàn toàn về thành tích đối đầu khi cả 3 lần đụng độ gần đây trước đại diện của nước Đức thì chiến thắng luôn thuộc về nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Ở trận lượt đi mùa này thì nhà đương kim vô địch Premier League cũng đã toàn thắng với một thế trận vượt trội với 9 cú sút trúng đích và 4 lần so với 4 lần mà hùm xám có được, qua đó mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 và khiến đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Vì vậy, dù được chơi trên sân nhà nhưng sẽ rất khó để Bayern Munich có thể đạt được kết quả tốt trước Manchester City. Tiêu chung lại thì sau khi đánh bại Leicester City 3-1 ở vòng 31 Premier League, Manchester City tiếp tục nhận tin vui khi Arsenal đã bị West Ham United cầm hòa. Điều đó chắc chắn sẽ giúp tâm lý của họ hưng phấn trong chuyến làm khách này. Hơn nữa, với khoảng cách 3 bàn, đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ hướng đến một thế trận chắc chắn để không quá mất sức, và nên nhớ rằng về kiểm soát thế trận là sở trường của Pep Guardiola và các học trò. Vì vậy, Manchester City được dự đoán sẽ có một chiến thắng với tỷ số tối thiểu hoặc có một kết quả hòa trong trận đấu làm khách trên sân của Bayern Munich ở lượt về tứ kết Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Được biết, trận đấu giữa Bayern Munich và Manchester City trong khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023. Theo bạn, giữa Bayern Munich và Manchester City, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.